Em xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chú anh chị và các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm bây giờ là khoảng 8 giờ tối. Chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Phạm Viết Chánh đi thẳng về hướng ngã 6 Cộng Hòa. Ở đây đi ngang quán ốc ở Úc Trang, quán nhậu ven đường ở quận 1. Nhưng mặt bằng ở đây thì cũng hơi là nhỏ, nên bên trong quán thì người ta sử dụng làm cái bếp và cái vỉa hè phía trước làm một cái sân, nên thành ra vỉa hè ở Sài Gòn rất là khó để thông thoáng ha. Và tối hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đạp xe đi vòng vòng để coi đường phố Sài Gòn về đêm sau cơn mưa thì các hàng quán ăn uống ở vòng vòng ở đây nó như thế nào. Đây là quán bánh mì Hà Nội. Con đường Phạm Viết Chánh thì có rất nhiều quán ăn quán nhậu ha. Ở đây quán ché, quán mới cũng như quán cũ nhiều lắm. Bên trái có quán 241. Quán 241 cũng lâu rồi, ở đây nè. Có địa chỉ là 45 Phạm Viết Chánh. Vừa là nhà hàng vừa là quán ăn luôn ha. Quán ăn 241 kế bên cục công an, bộ công an, cục hậu cần. Khu vực này là khu bộ công an rất là lớn. Khu bộ công an từ Phạm Viết Chánh này cho tới bên Nguyễn Trãi luôn á, ba mặt tiền Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ với lại Phạm Viết Chánh, ngày xưa là tổng nha cảnh sát. Tính ra quá trời lớn ha. Tối nay thì mình đi đạp xe lòng vòng từ Phạm Viết Chánh này, đạp qua bên khu ẩm thực, khu ăn uống ở Hồ Thị Kỷ. Đây có quán cà phê Dít Nhìn Đáp, quá trời lớn luôn ha. Rồi kế đến có karaoke Kingdom. Nhưng mà ngày nay thì bảy kính ba hở, do là quy định mới về an toàn phòng cháy chữa cháy, những quán karaoke hầu như là đóng cửa muốn hết. Thì có vài quán là đạt tiêu chuẩn rồi ha. Ngay chỗ này là ngã 6 Cộng Hòa. Chúng ta đi thẳng luôn, quẹo phải là con đường Lý Thái Tổ đi thẳng về hướng chợ cá Trần Quốc Toản. Hôm nay mình đi thẳng con đường Hùng Vương, đi tới ngã ba Hồ Thị Kỷ. Rồi chúng ta quẹo vô khu ăn uống, khu Hồ Thị Kỷ vừa bán bông, và kế đó có một khu hẻm bán đồ ăn, hay còn gọi là khu chợ Campuchia. Ngày nay được công nhận đây là khu ẩm thực, khu ăn uống ở quận 10. Sài Gòn về đêm khi lên đèn, nhắc tới lên đèn mới nhớ Sài Gòn mấy nay là như thực hiện cái chính sách tiết kiệm điện. Mỗi ngày là Sài Gòn tiết kiệm điện được hơn 2 tỷ thông qua cái việc tắt đèn sớm và mở đèn trễ ở các địa điểm công cộng như là đèn đường đồ nè. Bây giờ khoảng gần có 7 giờ thì mới mở đèn, và so với ngày trước là 6 giờ mở đèn rồi, bây giờ là 7 giờ nữa ha. Còn buổi sáng thì ngày trước là 6 giờ là tắt đèn, nhưng bây giờ là 4 giờ mấy 5 giờ là tắt đèn rồi, mở đèn trễ tắt đèn sớm. Nên Sài Gòn buổi tối mà đi tập thể dục,
sáng sớm mai đi tập thể dục lúc 4 giờ 4 rưỡi là tối hù ha. Tối tối cũng nguy hiểm. Mà tình hình bây giờ điện tăng, xăng tăng, cái gì cũng tăng. Mà như là ngành điện quá tải, không đủ cung cấp nên ra phải tiết kiệm do mùa khô kéo dài. Mà điện tăng nói tăng 3% vậy chứ ai cũng than thở nhà tăng gấp đôi không à. Gấp đôi, có nhà hay gấp 3, có nhà hay gấp rưỡi. Chứ không đơn giản là 3% thôi. Giống như lúc trước nhà mà đóng 700-800 ngàn thì bữa nay là 1,5 triệu, có thể là 1 triệu hơn, tùy cái định mức của mỗi nhà ha. Tới đây là ngã tư Trần Bình Trọng, quẹo trái là ra nhà thờ chợ quán, còn quẹo phải là vô Trần Bình Trọng, vô khu chợ chợ Bông. Những shop bán bông. Ở ngoài con đường Hùng Vương thì cũng có mấy quán nhậu mới mở. Như ở đây có quán tôm ốc, quán tôm và ốc. Trời mưa này cái quán nhậu cũng hơi vắng ha. Trời mưa nhậu nó đã, mà trời nắng nhậu cũng đã. Trời nắng uống một ly bia cho nó mát. Nói chung thích nhậu thì thời tiết nào cũng được, cũng cảm thấy sướng. Đây là con đường Hùng Vương ngã ba Lý cái gì Hồ Thị Kỷ nè. Chúng ta quẹo phải vô Hồ Thị Kỷ nha. Tháng này là có lễ Phật đản nè, ở các khu xóm chùa rồi đó, người ta cũng dâng cờ đồ rất là nhiều luôn á. Đây con đường Hồ Thị Kỷ này đi thẳng ra hướng Lý Thái Tổ, đi ngang qua khu chợ Bông rồi khu bán đồ ăn. Mình đi một vòng xong rồi mình vòng trở ra Trần Bình Trọng rồi đi về. Ta quẹo qua vô cái hẻm số 23 này. Hẻm này đi ngang qua khu không, hẻm trên. Đi cái hướng này hơi mất phương hướng. Lần này xíu có ngã ba mình ổ ngã tư chứ. Ngã tư hẻm. Chúng ta quẹo trái à. Đi ngang qua khu ăn uống nè. Con đường này đi ngang khu bán quán bông rất là nhiều. Khu này thì cũng không xa lạ với nhiều cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi để cập nhật, để thấy cuộc sống người dân, cuộc sống các hàng quán sau cơn mưa thì như thế nào ha. Tại đây có cái hẻm quẹo trái, quẹo phải thì ra Trần Bình Trọng. Hơi vắng xíu nhưng mà lại xích lại đây xíu nè, mới là trung tâm. Mà mưa quá khách. Bắt đầu đi vào trung tâm ăn uống rồi nè. Ở đây thì đi xe cũng được mà đi bộ cũng được.
mưa quá đi đi bộ thì nước nó văng sình, nó văng lên người. Đủ món hết rồi. Trời mưa thì đường hơi lầy lội xíu. Trời này em đi dép Lào là nước nó búng búng lên người luôn á. Do là vừa mưa xong rồi ra cũng hơi vắng, chứ thôi là ở đây mình chạy xe cũng cũng chật á. Ha cạo xíu mại. Ở đây là ngoài người Việt thì cũng có du khách, du khách người nước ngoài nữa ha. Ở đây thì xem là khu ẩm thực du lịch của Sài Gòn, hầu như là ở đây thành công nhất so với các địa điểm du lịch khác. Ngồi đây có bán cái món bánh bánh gì mà ông vừa đi qua nè, gọi là bánh bánh lá mơ á, mà không biết bây giờ mua để ngày mai có ăn được hay không, để em quay lại hỏi thử ha. Cái bánh mà gợi nhớ tuổi thơ của nhiều của chú anh chị, trong đó có V5 TV. Bánh lá mơ với nước cốt dừa. Ủa cái bánh bánh lá mơ phải không chị? Cái bánh này để ngày mai được không? Được. Yeah. Chị bán sao chị? Một phần thì 30. Dạ, bán một phần đó đi. Một cây lá dài dài này bánh gì đó? À, bánh cúng á. Bánh cúng hả? Tại nó kêu vậy thôi. À. Bánh này thì bánh xếp, nó có đậu. À. Còn bánh này thì là bổ con, không có đậu. Bánh lá mơ lâu lắm mới thấy bánh này. Hay là lấy phần đầy đủ. Thôi, bánh lá mơ đi. À, đầy đủ cũng được. Đầy đủ nè. Cái sợi sợi là cái gì? Sợi sợi. Cũng vậy nhưng mà cái này thì lấy nhá. À, à. Để ngày mai mới ăn, ngày mai. À. Tại vì đó có nước mà để về để tủ lạnh nha. Dạ dạ. Để ngăn mát hả chị? Ngăn mát. Nhiêu tiền hả chị? 30 luôn. Chị bán đây buổi chiều không hả? Đúng rồi. Buổi tối không? Tầm 2 giờ mấy ạ? À? Dạ. 2 giờ mấy có bán được 10 giờ tối. Vậy là lấy lá mơ nhiều ha? Dạ dạ cũng được. Phần đầy đủ mà lấy lá mơ nhiều. Mà nước cốt để ngăn đá hả? Cũng được đó, ở ngăn đá. Này bánh này bánh này là bánh gì hết chị? Này nè. Bánh bò. Bánh bò. Mà nước cốt hâm sẵn rồi. À. Mấy thử không? Dạ thôi. Nhìn hấp dẫn ha. Dạ. À, chị lột em một cái. Lột cái coi nó bên trong là sao. À, ai thích bánh bánh này các bạn gì ta? Đầy đủ. Dạ đúng rồi. Này bánh bánh Nam Bộ không? Kêu bằng cái gì? Kêu tên gì quá. À, bánh miền Tây à, thì lại gian hàng của chị ở số, ở đây không có số, không có tới đây là thấy có 87 à, 87 ở đây chỉ có mình chị này bán cái bánh
Dạ. Nhìn thấy ngon ha. Mà này ban ngày ăn chứ buổi tối ăn hơi ngán. Tối ăn sẽ không hết. Nhưng khi ở đây mua người ta để dành sáng ta ăn. Chú mua để sáng ăn. Ủa này chị làm mỗi cái ăn chút đi ha. Đúng rồi, mà ở nhà làm á. À, hơi cực không? Một hộp đầy đủ có 30 ngàn. Một hộp em lại nhiêu? Có thêm cái bánh đó nữa đó. 30. Dạ. Chỉ có 30 ngàn. À đúng rồi, kêu bằng bánh dân gian. Bằng bánh dân gian Nam Bộ. Đây thường như bán tới chắc cỡ 9 giờ là hết rồi. Bữa nay chắc mua. Dạ. Dạ. Dạ, yeah, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn chị. Ô quá, bánh được không? Cho cắt người hàng vô đây quá trời ha. Ai cũng than mưa quá có bán được gì đâu. À, du khách nước ngoài nè. Ở đây chỉ cần ăn vặt chỉ cần 100 ngàn đó. 100 ngàn là ăn bao bụng luôn á. Nhưng mà với điều kiện là chưa ăn tối nha, chứ ăn tối rồi vô đây ăn là không nổi. À, một phần bánh thì thấy có 30 ngàn thôi. Mà nếu mà ăn tối rồi là vô đây là thua rồi. Nhìn thấy cũng muốn ăn lắm nhưng mà no. Sáng rực ha. À, bây giờ cũng 8 giờ rồi. Đây thường cỡ 10 giờ đêm là người ta cũng chuẩn bị nghỉ. À, đủ loại bánh, bánh xèo, bánh mì, kim báp hay là đặc sản Cao Bằng, bún Thái, hải sản quá trời. Bún thịt nướng, ủa thịt nướng rồi hải sản rồi chân gà rồi quá trời luôn. À, hôm nay thấy người hàng đông quá hả?
đó, hào sữa, hào hào sữa không hơi. Nhiều món tên lạ ha. Hào sữa hấp nhưng mà người ta nói là hào sữa xông hơi. Ở nếu mình chị đi xe máy thì mình có thể gửi xe ở đầu đường nè, hướng này ra Lý Thái Tổ nè. Chúng ta sẽ quẹo phải ra khu chợ Bông nha. Đó, hướng này quay trở lại đường Hùng Vương. Hồi nãy là khu ăn uống, ở đây là khu bán bông. Nhưng mình sẽ quẹo qua khu bán lẩu bò cô Thảo nè, 84/10 Hồ Thị Kỷ. Quán này cũng có tiếng, cũng được sự lựa chọn của nhiều của chú anh chị. Lẩu bò ở đây có mấy quán nè. Quán cô Thảo nè. Có bán đem về nữa đó ha. Trời lạnh lạnh trời mưa thế này, thưởng thức một cái lẩu bò bốc khói rất là đã, cảm giác như ở Đà Lạt rồi đó. Hồi xưa bên MTV không có thích Đà Lạt, nhưng mà đi vài chuyến thì cảm thấy ở đó nó đẹp, với lại cuộc sống của nó nhẹ nhàng, sống chậm. Đó, qua đây là khu chợ Bông. Nó chợ Bông về đêm. Chỉ có bông thôi. Giờ này thì cũng ít ai mua bông, chủ yếu là bán buổi sáng. Sáng sớm thì bán cho người mua đi bán lại, ban ngày thì bán khách lẻ. Bên phải có chung cư Hồ Thị Kỷ. Con đường Trần Bình Trọng ở cái đoạn này thì như nhà khác với cái đoạn Trần Bình Trọng phía bên kia đường Hùng Vương. Nhánh nhà phía bên trái là khu nhà trú quả. Khu biệt thự của trú quả đó ha. Như là để nhà ở đây không được xây hay sao đó. Nên mình thấy ở đây cái khung cảnh ở đây khác. Nhà đây cho đi qua nào. Xe hủ tiếu gõ giờ này chắc cũng hết rồi, cũng dọn hàng rồi thôi. Chắc cái video clip hôm nay đến đây tạm dừng. Vài hình ảnh ở con khu chợ Hồ Thị Kỷ, chợ Bông, khu ăn uống chia sẻ với anh chị cuộc sống của Sài Gòn sau cơn mưa. Hầu như ai cũng than nó vắng quá, ế quá. Giờ này 8 giờ mấy rồi mà bán chưa hết, mà giờ này người ta chắc cũng ăn ở nhà rồi, mưa cũng làm biếng đi ăn, ăn đại cái gì đó cho xong. Đó nên cái hàng quán này kêu than quá. Một lần nữa chúc anh chị và các bạn
lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Video clip đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video clip lần sau.